hết tất cả các trường rồi. Đấy, theo trình tự như nãy thì có thể mình vào đây, tự mục phía trên cùng bên phải đây để làm đăng ký cái visa quốc gia. Bấm vào đấy thì nó sẽ hiện lên là như vậy. Thì nếu mà mình đã có đăng ký cái tài khoản ở cái link.de rồi thì mình có thể bấm vào đây. Nếu mà riêng cái Vita Goodside này mà mình chưa có đăng ký cái tài khoản của Berlin Control thì mình vẫn có thể đặt đơn xin Goodside được. Thì mình bấm vào đây, thì tôi sẽ bấm vào đây để hướng dẫn cho mọi người. Đấy, ok, bấm vào Vita. Đó, cũng lại phải đánh dấu vào cái mục này về bảo mật thông tin. Sau đó bấm Vital. Đấy, bây giờ người ta sẽ hỏi là mình phải khai về tên của em bé. Link lấy mình đã khai dở ở trên là nó có sẵn ở đây rồi, thì mình bấm chuyển bấm vào đây thôi là nó sẽ tự động nhảy vào hết. Đó là đây, tên này, họ này, xong rồi địa chỉ đây. Đó. Giới tính, ngày sinh. Đó. Ngày 2020. Thế quốc tịch. Đấy, cái mục này cũng khá quan trọng. Quốc tịch của em bé là cái gì? Đấy. Thường là các bạn là quốc tịch con là thường quốc tịch Đức. Bấm vào đây. À, cái mục này sẽ người ta sẽ hỏi là em bé có phải ở trong một cái hem không, là cái nơi mà trông trẻ con, thì tất nhiên là không phải rồi vì ở với bố mẹ. Hoặc là có phải em bé ở cùng với một cái gia đình chăm sóc đặc biệt không, thì cũng không phải bởi vì là ở với mẹ đều là nai hết. Đó. Rồi ok, bây giờ mình bấm Vital. Và đây người ta sẽ hỏi tiếp là bắt đầu muốn xin trông từ bao giờ. Đấy. Thì bắt đầu là mùng 1 tháng 6 năm 20 chẳng hạn như thế. Thế còn nếu mà mình vì một cái việc mà mình đi làm hay là mình đi học mà gấp thì mình có thể, nếu mà ở đây ví dụ là tháng 4 thôi chẳng hạn, thì mình sẽ phải đánh dấu vào cái mục này. Đó. Ok, nên mình thử nhé. 1 tháng 4 đây. Là có lý do gì mà phải có lý do thì mới đăng ký vào cái mục này được, là cần gấp trong vòng 2 tháng. Đấy, thì sẽ hiện ra cái mục để hỏi là vì lý do gì. Đấy. Trên này thì là vì mình đi làm, vì cái em bé vừa mới ra đời xong. Đấy, hoặc là vì chuyển nhà đến Berlin, hoặc là vì đây là tôi tham gia một cái khóa học hội nhập. Đấy, đánh dấu vào đây. Bây giờ sang cái mục mà gọi là cái mức độ gửi là được bao nhiêu tiếng đó. Thì bình thường đối với mọi người thì đều là ở cái mức 5 đến 7 tiếng này, bởi vì các Kita hiện tại người ta cũng quá tải, cho nên là người ta thường là cũng không nhận hơn. Thế nhưng mà nếu mà mình muốn thử và nếu mà biết cái như lúc nãy tôi đã nói rồi, mình biết là cái trường đấy nó có cái capacity, có cái khả năng trông dài hơn, thì mình có thể đánh dấu vào đây. Bởi vì là khi mà cái gia đình mà có một người là không nói tiếng Đức thì được phép như thế, thì trẻ con sẽ được phép gửi đến 9 tiếng. Và thực ra nếu mà các cái trường mà người ta có nhã ý, người ta nhiệt tình ấy, thì người ta có thể căn cứ vào cái đơn của mình đây để người ta xin thêm cái chỉ tiêu cô trông trẻ của nhà nước được. Đấy, cho nên là mình nên hỏi trước cái trường. Đấy. Là người ta có cùng với mình để làm cái phương án đấy không, là khi mà mình xin 9 tiếng thì trường sẽ được phép nhận thêm người làm vào, sẽ có chỉ tiêu thêm vào. Đó. Thì bây giờ mình ghi vào cái thời gian cần trông là từ bao giờ, thường là từ 8 giờ.
Và ở đây nhớ là phải viết đúng cái mẫu như của nó hiện ở đây, là có giờ và có phút, là 08:00, chứ nếu không là nó sẽ hiện lên là báo lỗi đến thí dụ 17:00 đó. Và bởi vì phía trên mình đăng ký ở phía là cái này này, và cái 9 tiếng này, cho nên nó có thêm cái mục này là minutes and eighth and time. Đấy, là một trong những người trong gia đình, bố mẹ là người ngoại quốc, thì mình đánh dấu vào đây. Thì cái điều kiện này sẽ là để cho phép là trẻ em bé được gửi maximum là 9 tiếng, mặc dù là bố mẹ có thể là chưa đi làm vẫn có thể để gửi 9 tiếng được, nếu mà cái kita nó có khả năng. Cái này là hai cái nó tách biệt, nó không liên quan đến nhau. Cái này là cái good side là của nhà nước Dung Việt Nam cấp, và cái bên kia là cái đơn để xin vào một cái trường đấy. Cho nên là hai cái này nó phải tương đương với nhau thì mới được. Khi mà mình xin ở đây 9 tiếng thì mình phải biết là cái trường nó sẵn sàng và nó có khả năng để trông 9 tiếng cho con mình, thì mình mới làm cái đơn 9 tiếng này. Còn nếu không thì tất nhiên là mình cứ đánh vào 7 tiếng thôi. Và dưới này còn một câu hỏi nữa là ở trong gia đình nói tiếng Đức là nhiều có phải không, thì tất nhiên là mình phải đánh cái mục này là không phải. Đó, nói tiếng Việt là chính với trẻ con. Em bé sức khỏe có ổn không? Nếu mà người ta hỏi ở đây là có bị behindered không, là có bị có thiểu năng gì không, thì tất nhiên là nai. Và bố mẹ và em bé có phải sống ở trong các trại tế bần không, thì tất nhiên, hoặc là not in tricoon. Nếu mà cái này thì thực ra nếu mà các bạn nào còn ở trại thì cũng có thể đánh vào được, nhưng mà nó cũng không gây ảnh hưởng gì thêm nhiều lắm đâu. Bình thường là vẫn là nai thôi. Đấy. Thì các cái trại tị nạn cũng được gọi ở trong các cái gọi là jamen untekun hoặc là nốt untekun cũng có thể được, nhưng mà thường là vẫn là nai, tại vì ở cùng với bố mẹ ở trong căn hộ. Sau đó bấm vào weiter. Bây giờ sang cái mục là người chăm sóc, người nuôi dạy, thì là mẹ hoặc là bố, đấy, hoặc là cũng có thể gia đình pfleger, gia đình chăm sóc. Thì đến đây người ta sẽ hỏi là cái người chăm sóc ấy là cái người mà có quyền nuôi dạy, thì tất nhiên rồi mình phải đánh vào yeah. Thế nhưng mà còn một câu hỏi phụ nữa là có phải là cái người đấy là có một mình cái quyền nuôi dạy em bé không, hay là cả bố và mẹ đều có quyền nuôi dạy. Thì nếu mà mình có một mình cái quyền nuôi dạy thì mình đánh vào da đây. Nhưng mà cái trường hợp này thường là ít, bởi vì các bên làm dịch vụ của Việt Nam mình là thường là bao giờ cũng là cả bố cả mẹ đều có quyền nuôi dạy. Thế trên là đánh vào nai. Mặc dù mà nói thực về theo luật ý, thì cái việc mà một người có quyền nuôi dạy hay hai người có quyền nuôi dạy nó không ảnh hưởng đến cái việc về cái offentan của mẹ hay là của bố em bé đấy. Nhưng mà đây là mình, bởi vì là thường là trong cái father shop ấy là bao giờ cũng là hai người có quyền cùng nuôi dạy, thì là mình phải đánh vào đây là nai. Cái địa chỉ thì là cùng với địa chỉ của em bé ấy, thì đúng rồi đó, thì nó sẽ hiện tự động lên tên của bố mẹ đó. Rồi, xong rồi ngày sinh của bố mẹ. Đấy. Chẳng hạn như thế. Năm 41 mà còn có con thì cũng hơi hơi siêu. Ok, rồi vital. Đấy, xong rồi sang cái mục này thì người ta hỏi thêm những cái phụ đấy để người ta quyết định được cái việc mà cho em bé được gửi 7 tiếng hay 9 tiếng. Đó. Thì phía trên cùng đây là
cái người nuôi dạy là đang đi làm hay là đang đi học, đấy là mục thứ hai, hoặc là đang làm tự hành nghề, hoặc là đang đi học bình thường thôi, học học nghề, học Ausbildung, hoặc là đang studiet, đang học đại học Umschulung. Đó. Thì mình là như thế nào thì mình đánh dấu vào đây. Hoặc là những bạn đang học lớp tiếng Đức thì là đánh dấu cái mục này. Đấy, nó có một cái mục riêng dành cho lớp hội nhập, các khóa hội nhập. Đấy, cũng được, cũng là một trong cái lý do để có thể gửi em bé. Hoặc là thậm chí bạn có thể đánh đây là tôi chưa có đi làm gì cả. Thế nhưng mà khi mà mình là có cái lý do là người ngoại quốc, nhập cư, thì em bé vẫn có quyền để xin được một cái chỗ gửi trẻ. Đấy. Ở đây là cái mức độ mà mình muốn gửi em bé, thì là như lúc nãy là mình đánh là 9 tiếng, thì là bởi vì thế cho nên là cái công việc của mình là nó cũng phải tương đương với các cái đấy. Đó, thế là từ lúc nãy là từ 8 giờ. Hoặc là 7, tại vì phải gửi con xong mà. 7 giờ 30 chẳng hạn như thế. Hoặc là 9 giờ chứ, 8 giờ gửi con thì 9 giờ mới là làm chứ. Đến 16 giờ thôi. Tại vì chỉ gửi con 7 tiếng, nếu là 7 tiếng thì là được 16 giờ. Chẳng hạn như vậy. Thì quãng đường đi làm đây thì mình cần là đi nửa tiếng và về nửa tiếng thì là mình là 0100 là 1 tiếng tổng cộng. Cái này thì không cần, cái này không có. Nếu mà cái này là chỉ để cái mục nếu mà bố và mẹ thay đổi nhau cái quyền nuôi dạy thì mới phải khai. Ở đây có thêm một cái mục hỏi phụ thêm nữa là có cái lý do gì về nuôi dạy đặc biệt mà phải xin dài giờ hơn không thì mình có thể đánh vào da được. Thì đây thì là chẳng hạn mình có thể ghi là Tuskin rồi thế sẽ chẳng hạn như thế. Đó, ghi một lý do là để cho em bé tiếp xúc với tiếng Đức sớm hơn và là học tiếng Đức tốt hơn. Sau đó mà weiter. Đấy, đến đây là có cái mục mà một cái nếu mà muốn xin thêm một cho một em bé nữa thì bấm vào đây, còn nếu không thì mình lại bấm tiếp vào weiter luôn. Đấy, người ta tổng kết lại cho mình là những cái mình đã khai. Bấm tiếp vào weiter. Đó. Đấy là toàn bộ cái đơn mà mình đã, cái thông tin mà mình đã gửi. Thế, sau đó khi mà mình bấm vào đây, có nghĩa là cái thông tin của mình sẽ gửi sang cho Dung Việt Nam. Đấy, gửi trực tiếp sang cho Dung Việt Nam. Và mình sẽ phải in ra và cả hai bố mẹ cùng ký vào. Nhớ là như thế. Đấy, khi mà bấm vào đây nó sẽ gửi sang Dung Việt Nam. Và nó sẽ hiện lên một cái ba cái ô ở đây. Và trong đó cái ô là in cái đơn ra. Đấy, in và bấm vào đấy bạn in đơn ra và bố và mẹ cùng ký vào hai cái chỗ trống. Thế là xong. Có những cái hướng dẫn như vậy để các bạn thử cố gắng tận dụng cái thời gian dành trong cái lúc mà bệnh dịch này để khai đơn đi, làm đơn dần đi. Và nếu mà có cái câu hỏi gì thêm thì tất nhiên thế nào có thể liên lạc với Hội Người Việt Berlin và Trung Quốc được. Đấy. Hoặc là qua các cái thông tin này, hoặc là chú Thanh đây, hoặc là chú Vinh đây. Thế thôi, cảm ơn, chào các bạn.